Ngon không? Ngon. Quá ngon luôn. Đấy, anh hàng xóm ăn ké hơi nhiều. Clip nào ăn cũng có mặt. Ngon lắm. Anh Lindo và Victory đang còn làm cá nha anh em. Thì tầm 30 phút nữa sẽ ướp cá này và nướng cá ăn. Ok chưa? Ok. Ngon. Cỏ cá này ngon lắm. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Cá này ngon. Quả ngon luôn. Cá này nướng này, cá này mình không biết tên là gì. Tên này ở quê mình bảo là cá diều hồng. Nó màu hồng. Chuyên ăn những cái đồ ăn ẩm thực mà không biết cá gì ra cá gì cả. Mình cũng không am hiểu về cá lắm đâu. Chích lại. Anh Victory phải đi đang còn làm tỏi nha anh nhé. Làm tỏi để tí sẽ ướp với tỏi, ớt cay này, gia vị. Tỏi rất là nhiều luôn. Bao nhiêu tỏi? Đấy, tỏi này là tỏi châu Phi. À, tất cả các bể đá này là chưa làm nha anh em. Tầm mình triển khai là khoảng một tuần nữa. Và tại vì mình đang chuyển đồ, mua đồ cái gì ấy, rất là nhiều thứ nên là chưa chuyển liền được. Anh em hỏi nhiều quá. Cảm ơn anh em đã hỏi thăm nhá. Trường đá này thì mấy cái bể, hai bể này chắc một tháng nữa mới xong nhá. Nên là kinh tế cũng rất là khó khăn. Mình sẽ bắt đầu sẽ nướng ở đây nhá. Tại vì ở trên phòng này ấy, ở trên tầng ấy, nó hôi lắm nên là không nướng được. Thì bây giờ mình sẽ nướng ở sườn đá. Tại vì ở đây ấy, không có nơi nào nướng ngoài trời đâu. Tại vì ở ngoài này ấy, nhiều người lắm anh em ạ. Bắt buộc phải nướng đây. Dưới sàn này thì nó nước rất là nhiều. Tại vì sườn đá mà, nước tất nhiên phải nhiều rồi. Đây anh hàng xóm ơi. Anh hàng xóm tí lại ăn ké tiếp. Cô em. À. Ok, hello, chào các bạn. Tên gì tờ? Ok, hello, chào các bạn, tên tờ, về đi. Ok, thì Victory đã đi ra ngoài ngân hàng anh em. Thì hôm nay sẽ làm một clip đó là nướng cá diêu hồng siêu cay. Đấy, rất là nhiều cá luôn. Lấy đây. Xin lỗi, quay đi, quay. À, anh em nhìn thấy không? Anh em thấy không? Cá máu luôn này. Cá màu đỏ. Màu đỏ gì? Cá này mới về nhá. Cá mới về đi biển mới về. Đúng rồi. Rất là tươi. Cái này làm nướng siêu cay 9 con. Rất là khủng luôn. Cái này tầm 7 cân đấy. 7 kg này. Ok. Thì bây giờ là sẽ ướp nhá. Ướp cá này. Sau rồi là mình sẽ nướng. Nướng cho tất cả các anh em ở đây ăn để trải nghiệm cá này. Cá này rất là mới lạ nhé. Cá này là từ ngoài biển đấy, mới vào liền luôn. Nên mình mua là mình làm video luôn cho anh em xem. Ok. Thật là anh em ngon lắm. Ok, bây giờ sẽ ướp cá nhá. Anh phải đi sẽ ướp cá.
Ok anh em, thì bây giờ đến phần ướp cá đã xong thì sẽ nướng cá. Anh em cá được rồi nhá. Đấy, sau một tiếng đồng hồ luôn. Cá được rồi. Bây giờ là cho hai anh Đen sẽ lấy ra và đưa lên từng. Ăn trên từng này nhá. Ăn trên từng này. Tí lên đó. Lên, vào đây. Quá tuyệt vời luôn. Cá tuyệt vời luôn. Đấy, thau này, thau mới mua rất là nhiều luôn này. Để mà xay đá ấy, thau này. Cái này là quê mình nói là thau nhá. Nói là thau. Anh hàng xóm này ăn ké hơi nhiều. Anh hàng xóm. Ồ, đây. Tí ở đất. À, Victoria, chào các bạn. Mới đi ra ngân hàng về nhá, mới thanh toán lương. Đi thanh toán lương ra ngân hàng gửi tiền về quê ấy, cho vợ con ăn. Với là tích góp ít đồng để sang năm xây nhà. Đấy, tất cả các anh em là mình sẽ quản lý tiền hết. Để làm gì chứ không làm vớ va vớ vẩn. Ôi trời ơi, là mình đuổi đi luôn. Ôi trời ơi, ăn cả ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm. Quả ngon luôn. Ôi trời ơi, chưa hề. Ôi trời. Quá tuyệt vời anh em. Nóng này, nóng quá. Đúng rồi, quá nóng. Kết thì. Ngon, chưa đâu anh. Nó trật tay một cái là cá thể nhìn đói luôn. Bây giờ buổi trưa rồi. Rồi lên. Đấy, ok rồi nha anh em. Đấy, cá chưa? Quá tuyệt vời luôn. Cá rất là béo luôn. Đấy. Ôi trời, cá này nó bấy nha. Có một con nhỏ ấy, nó bấy. Tại vì cá này béo quá. Đấy. Màu rất là đẹp nhá. Cá này là cá quê mình bảo là cá diều hồng. Thì bây giờ là kêu tất cả các anh Đen lại tập hợp lại nào. Đấy, ớt cay nào. Trời. Lin đồ pha chế này. Ớt nhá. Ớt muối. Ớt muối chanh. Ok anh em. Xong rồi nhá. Thì bây giờ là kêu anh Đen lại xem nào. Đấy. Tập hợp lại rồi, đang thiếu một anh nữa, đó là anh Bà Cho. Ok nha anh em, thì bây giờ là buổi trưa rồi đấy, rất là đói, anh em mình ăn thôi nhá. Ok, mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ăn đi. Ngon lắm. Ngon. 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 Ng
Đấy. Ngon quá tuyệt vời luôn. Tự ngon lạ. Ngon. Đây nha. Này, thịt này. Anh em mình thấy chưa? Thịt này, chấm này. Cá đều. Gà có thịt, chay có bia. Ngon. Mẹ mi đây. Đây. Cá này. Anh em mình thấy chưa? Có thể về con bị xỉa. Màu đây đẹp. Để tôi điểm màu. Cái này súp ớt đấy. Ớt muối. Muối không thấy đâu. Chắc ớt. Linh đồ bổ ớt nhiều quá. Ớt là có chai vô muối. Muối. Đi bố cơ. Cái này chỉ rất là nhiều luôn nha anh em. Chắc thịt thôi. Đây là thua rồi. Đi này thì vẫn nuôi cái cháu cá sang nhanh. Nước rồi phải đi. Có thể bảo yên là nhìn Ngon. Clip nào ăn cũng có mặt. Ngon lắm. Cá này thì cá rất là béo nha anh em. Cá béo lắm. Quá béo luôn. Cá đấy, béo. Quá béo luôn. Ngon lắm.
Ok, thì clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây nhá. Cá thì cũng đã hết rồi nha anh em. Rất là anh nhiều anh em. Cá này là 9 con mà mỗi con là cũng bằng cái bắp chân này đấy, không đùa đâu. Cũng rất là ok. Thì depoy là đa cao ấy. Dạ. Đa cao con này con tụi đấy, trương là trương này. Trương cá này là tí cho pitbull này. Ăn rất là tốt luôn nhá. Ok, thì clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây. Và nếu bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh Con Lim Vlog để ủng hộ mình nhá. Chào.